em. Nhạc nghe đi. Bên này bao nhiêu phút nhờ em nhỉ? Mày lần trước mày đòi nghe xong bây giờ mày chiều lòng anh. Mày thế nào cũng nói được. Có anh em nào gần đây không? Tiếng động cơ to lắm, to như máy bay phản lực luôn ấy. Động cơ chạy bằng xăng máy bay mà em, anh em. Em đang chuẩn bị bay dù anh ra ơi. Ra đây bay không anh ơi? Anh em ở gần đây ra đây bay không? Cao lắm. Cao lắm anh em. Đấy. Tí là tôi sẽ lên kia lái luôn. Hello em gái, hello tất cả anh em. Đấy, tôi đang ở bờ sông, cảnh đẹp lắm. Đi xa xa là hộ cắm trại này, trại hội cắm trại. Đấy, tối tôi sẽ cắm trại ở kia. Không, tôi cắm trại ngoài bờ sông này đẹp hơn. Thế này, ngoài bờ sông này cắm đẹp hơn. Đấy, ngoài bờ sông này cắm đẹp hơn. Thế mình bay cái máy nào anh? À, đây anh Dũng, anh Dài thôi. Đấy, anh vác máy ra để tí anh em bay đấy. À, tí anh em tôi sẽ ngồi máy này. Thì anh em tôi sẽ bay cái máy này. Động cơ như động cơ phản lực. Đây chạy bằng xăng máy bay xăng nào anh? Xăng pha nhớt. Dạng như xăng máy bay ấy anh em ạ. Động cơ mạnh lắm. Một bình đầy này bay được mấy tiếng anh? 3-4 tiếng. Đấy. Sau này anh em nào muốn bay lên đây anh Dũng nhá. Đây anh Dài tôi cho tôi trải nghiệm. Đây. Anh em nào thích trải nghiệm ra đây. Đấy, nhanh lắm. Anh em nào thích trải nghiệm ra đây nhá. Trải nhanh chưa?